Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Red Velvet, đó chính là ca khúc Zimzalabim Zim. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nha. Đầu tiên mọi người đặt tay qua như thế này nè. 1, 2 và 3. Mình sẽ có các khoảng dừng ngay như thế này ha. 1, 2 và 3, 4 và 5, 6. Mình sẽ làm 2 lần, lần cuối mình sẽ để đây thôi. 7, 8 là mình sẽ xoay hai tay như thế này và rút chân bên trái lại. Ok, và mình sẽ đặt tay lên. 1, mọi người để ý hai cái phần tay này của mình ha. 1 nè, 2 nè, là mình sẽ đổi cái mặt bàn tay cho nó chỉ vô trong. 3 nè, 4 nè, 5 và 6. Rồi, còn về phần chân chúng ta sẽ đặt như thế này. 1, 2 là mình sẽ khuỵu xuống ha. Và phần đầu cũng vậy nè. 1 nè, 2 là mình ngửa ra. 3 và 4, 5 và 6. Sau đó mọi người vuốt người một cái và quay thẳng lại. 7 và 8. Như thế này. 7 và 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm lại nha. 2 đi. Sim sa la bim sim sim sa la bim sim sim sa la bim sim sim. Và sim sa la bim sim sim sa la bim sim sim sa la bim sim sim. Ok. Và đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ bước chân phải ra ngoài. Như thế này, hai đầu gối của mình sẽ mở ra, phần tay của mình sẽ đặt qua hai bên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập phần tay trước nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phần này chúng ta sẽ đổi tay như thế này. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi phần chân của mình cứ mở ra đầu gối như thế này thôi nha mọi người. Rất là đơn giản. Cứ qua lại thôi, bên phải mình sẽ bắt đầu trước. 2 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và sau đó mình đẩy hai tay lên như thế này. Zim zim. Và chân của mình zim zim. Hai phần đầu của mình sẽ hơi ngã một chút xíu. Zim zim. Ok, rồi mình sẽ làm cùng tay và cùng chân hết nha. 2, đi. Zim za la bim, zim zim za la bim, zim zim za la bim, zim zim. Ok, sau đó tay của mình sẽ đặt song song như thế này. 4 lần. 1, 2 và 3 và 4 nó sẽ hạ dần xuống. Hông, phần hông của mình sẽ đi từ bên phải trước. Hấp hông bên phải trước. 1, 2, 3, 4. Hai cái cuối mình sẽ làm phần hông giống như vậy nhưng mà phần tay của mình sẽ đổi hình như vậy. Ok, thử lại nha. Zim zim. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi sau đó mọi người nhảy vô. 7, 8. Nhảy hai chân vào giữa ha. 7, 8. Rồi mình sẽ nhảy ra một lần nữa với cái tay mình sẽ làm ở dưới. 1, 2. Ok, mình sẽ lặp lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Rồi sau đó mình sẽ nhảy chân bên phải và tay bên trái ha. 1, nhảy lên chân phải và chân trái mình sẽ dở lên. Rồi, tương tự với hai lần. 1, ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6. Hấp 7, hấp 8. Rồi, chỗ này mình sẽ hấp hông, tay mình đặt qua, đơn giản ha. Rồi, xoay qua bên phải nè. 1, 2, ok, 3 và 4. Phần chân của mình sẽ đổi bằng chân này. 3 và 4. Rồi nhảy ra. Bùm bùm tắt. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 2 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 và 6 7 8. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đi hông qua bên phải. 1 2 3 4. Ok, 2 đi. 1, 2, 3, 4. Sau đó mình quay qua. 5, 6. Hôn một dáng tự do mà mọi người muốn. 5, 6, 7, 8. Rồi, sau đó mình sẽ đặt một câu cuối cùng. 1 là chân. Nhớ mọi người để ý chân nha, chân phải nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay trở về chỗ. Và 1, 2, 3, 4.
Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đếm lại một lần nữa trước khi vào nhạc ha. 5, 6, 7, đi. Zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim. Tiếp. Zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim. Qua phải. Zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim. Tiếp. Zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim zalabim, zim zim zalabim. Rồi, bây giờ vô nhạc EDM. Bum ba, bum bum ba, bum bum ha, bum bum ha, chung chung ha, chung chung ha, bum bum ha. 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử ghép nhạc nhưng mà với tốc độ chậm thôi. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị vô nha mọi người. 5, 6, 7, đi. Xin xa la bim, hát hát, hát hát. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lỡ. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok, rất mong là sau cái bài hướng dẫn này thì mọi người có thể tập được tốt cái động tác của ca khúc Zim Zalabim nha. Và khi mà mọi người thuộc rồi thì chúng ta sẽ cố gắng mở nhạc theo tốc độ bình thường mà mình sẽ nhảy theo. Và video đến đây là hết rồi, rất mong các bạn hãy like và share video để cho những bạn không có điều kiện đến lớp thì chúng ta vẫn có thể học online tại nhà nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau, bye bye.